Ở đây. Ôi trời ơi, vẫn ngủ thật này. Dậy đây, dậy đây. Dậy đây, dậy đây. 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 Chị ơi. Đây, cậu đi câu ba ba không? Tao đang được nhiều run lắm rồi. Đi câu ba ba không? Ấy, mang lại rán đầu này. Dậy. Ôi, sao nóng nóng này? Sốt à? Đang mệt, đang ốm làm sao? Thôi, hôm nay là ốm. Cái đổi mình ngò ngò này. Để câu gì? Câu ba ba, đang được nhiều run lắm. Thằng ăn đi rồi, đang mệt. Chưa ăn gì á? Thằng con? Anh đi mua cho em một cái bánh đi. Bánh á? Bánh mà nổ đi đi. Không gì. Ăn bánh gì? Nấu cơm hoặc nấu cháo với em. Bánh gì? Ăn bánh gì? Ăn cháo ạ. Mình nhanh khỏi. Cháo. Ok, ăn. Cháo thì nhanh thôi. Ra làm gọi gói cháo với ít thịt hòa phát là xong. Chờ tí nhá. Ở đây. Quá. Hả? Nói cháo thịt ngon ngon rồi nhá. Ăn cháo này. Đâu chờ. Ai cười. Đấy mà mình chỉ gặp cháu sẵn lắm mà cháu phát. Đi, tao thấy mày có ốm đâu, mệt đâu. Thì ăn bánh xong đi nhá. Sốt vừa đói. Ăn bánh xong đi nhá. Để tao đi mua bánh nhá. Không ăn bánh đâu. Đi ăn gì? Cháu lòng ngờ. Ê à? Mình nghe nói có một món ăn thần dược cực kỳ ngon. Mình cũng chưa dám thử bao giờ. Ngon mà bổ, mà ít người dám ăn. Đây này, cái món ăn mình đang cầm trên tay này. Bắt đầu. Cháo địa long. Hay là cho Mao Đệ ăn thử nhỉ? Khả năng hôm nay sẽ nấu thử món cháo địa long cho Mao Đệ. Thế là bảo bổ lắm. Chữa bệnh này bệnh kia mà Trung Quốc còn làm thuốc. Làm thuốc chữa bệnh ấy. Thử xem sao, hôm nay toàn run to. Thử làm món này nhá mọi người nhá. Cái món này thì mình cũng chưa làm bao giờ mọi người ạ. Thế nên là mình phải xem hướng dẫn ở trên mạng. Bước đầu là phải làm rửa sạch run đã. Không biết là nó có bổ dưỡng thật như lời đồn không. Hôm nay cho Mao Đệ là test thử cái món này. Cháo run hay còn gọi là cháo địa long trước đấy. Cho Mao Đệ test thử chưa? Khéo ăn lại khen ngon đấy. Không biết nó có tanh không? Tanh lắm. Thật sự là có tanh mà khá là khiếp đấy. Mình hay đi câu mó sở mó run này thì không sao, chứ còn ăn thì chỉ thấy trên mạng thôi. Rửa sạch bằng nước lá rồi tiếp tục rửa bằng nước sôi nhá, cho nó kiểu chết con run đi sao, phải nước nước nữa, nước ấm này. À. Sau khi ngâm thêm cả nước ấm 5 phút này, nó lại ra bẩn tiếp này. Không hiểu cái món này thuốc gì phải biết. Nhiều người ăn lắm. Hôm nay mình mới làm đấy. Tiếp tục rửa nước muối. Đấy, bây giờ là đến cái công đoạn luộc nó lên mọi người ạ. Luộc nó lên xong mới mổ. Cho gừng vào để cho nó sẽ khử cái mùi tanh đấy nhá. Gừng này. Đấy, xả này. Đấy, ok không? Sạch sẽ đấy. Luộc qua xong rồi bắt đầu đem mổ nhá. Đây là mình xem ở trên mạng mình thấy thế thôi chứ mình chả biết làm cái món rồ dại này. Nói về kinh dị thì cái món này là món kinh dị nhất từ ngày xưa đến giờ. Chắc mình không dám ăn. Xem trên mạng nhá,
nào là thuốc đông y, nào giun đất, là nấu cháo ăn là nó sẽ đỡ được cái bệnh gì về máu này, bệnh gì về cái các loại bệnh. Mọi người cứ search thử trên mạng xem, chỉ cần search giun đất thôi, chỉ cần search giun đất thôi, nó có ti tỉ những cái bài viết về giun đất là vị thuốc như thế nào, và có những cái mà có giáo sư tiến sĩ như ở bên Hà Lan nó nghiên cứu ra là giun đất có tác dụng gì. Lúc nãy mình vừa đọc xong thế nên là mình mới làm. Mọi người cứ lên mạng đọc nhé, mình sẽ phải chế biến cái món này thành công đã mọi người nhá. Sau khi địa long đã sạch thì sẽ cho vào chiên nhá. Dính. Giờ nó không còn mùi tanh nữa đâu. Thế mình sẽ ướp thêm tí gừng xả vào nữa cho nó chuẩn chỉ. Thơm phết. Rán vàng lên là được nha mọi người nhé. Rán vàng lên là nó sẽ không bị tanh. Nhiều người là chỉ cần rán vàng lên là bắt đầu là chấm muối là ăn rồi. Nhưng mà mình sẽ nấu cháo nữa. Cháo gói. Ok rồi nhé mọi người nha. Wow. Rồi, tiếp theo là bây giờ mình sẽ nấu nước để nấu cháo lên. Trông thế này được có một tí thôi. Đấy, ấy, đấy ra trông giống con xá sùng nhỉ, nó xoăn lại giống xá sùng không? Ừ. Rồi làm một bát cháo nữa là đẹp. Cháo gói nhá mọi người nhá. Mình cam đoan đây sẽ là món cháo mà đặc biệt nhất mà Máu Đệ sẽ từng ăn. Đó, bây giờ cho địa long vào trước nhá. Đó, cho mềm con địa long ra. Rồi. Giờ sẽ cho gia vị vào luôn. Cho gia vị. Gia vị cháo rất là ngon. Nấu cho hẳn nó hẳn hai gói rồi ăn ngon nhé. Món cháo đặc biệt nhất từ trước đến nay. Đây sẽ là địa long nấu cháo sẽ như thế nào. Nếu mà chiên giòn thì lúc nãy ăn chắc giòn lắm đấy. Nhưng mà mình vẫn chưa dám thử. Để cho Mao Đệ thử xem sao. Ok. Đó. Nước thì sủi sẵn rồi nhá mọi người nhá. Thế là xong rồi. Bây giờ mang xuống cho Mao Đệ thưởng thức thôi. Ok. Nó mà chết. Thưởng thức xong thế này. Thưởng thức xong thì lấy đâu ra run mà đi đấy nhỉ? Đi câu nhỉ? Thôi được rồi. Kệ nó. Ui, sợ nó không dám ăn đâu nhỉ? Nhưng mà nó bảo là ai ăn được cái gì là nó ăn cái đấy mà. Đây, run. À, tí nữa bảo nó là cháo này cháo xá sùng đấy, đặc sản là biển đấy. Cho nó ăn xong thì mình mới bảo là run. Ở đây ơi. Được chưa dậy à? Thực phẩm về. Hàng về, cả đây. Được chưa dậy à? Đây. Mà thôi tốt nhất là mày dậy thì ăn đi, tao đấy lắm ghê, mày bị lại Covid lắm, tao cũng phải chơi bài ăn chắc đó. Ăn chắc cái gì? Mày test chưa test thì đéo tao cũng phải chơi bài ăn chắc. Thôi tao cũng phải tránh xa này, ăn đi tao. Tao ok nhá, tao đi
tao đi về đây. Lúc nào à, tao đi mua que test rồi chứ không mày không test nữa lấy tao sao? Cách xa 2 mét, cách xa 2 mét. Anh mua thêm một que test. Ừ, xong mua que test lên nhá. Mệt từ hôm qua. Đó hả? Nên mình sáng nay mệt quá, một ngày sáng không ăn gì, đến trưa cho tầm chiều chiều mà không chẳng muốn ăn. Nó đói, nó cồn cả bụng nhưng mà nó kiểu chán chán ăn ấy. Không biết là nó kiểu hậu Covid hay là như nào. Cái lúc mà lại bị Covid không chẳng việc gì cả. Bị Covid cũng khỏe hơn voi ấy. Mà bây giờ lại bị, không biết là do thời tiết hay là do Covid như nào mà. Không biết là bà lại cà nấu món gì nó ăn ấy. Ê, ơi là mệt. Hôm qua thì hơi ấm ấm, hôm nay số đảnh luôn. Đang định là đi chơi, đang định là bác cần câu đi câu ấy. Đi câu cho đỡ chán mà mệt quá. Không biết đây là một cháo gì không biết. Nhưng mà cắn nhạt mồm nhạt miệng, chóng muốn ăn luôn ấy. Không mất vị giác đâu nhưng mà nó cứ kiểu chán chán này. Chán chứ. Hay là phải đầu tư một quần bí ăn mới được. Đầu tư một con quần bí ăn nó mới lấy lại kiểu theo ăn. Quần bí thì nó đến lúc nào theo ăn luôn đấy. Làm con quần bí cho nó theo ăn mọi người. Với con tù Alaska với cua Cà Mau. Ấy, gì đấy? Ui dồi. Ui, xà sùng. Xà sùng mọi người ạ. Con xà sùng thế nào ấy? Xà sùng của hội ấy, như Quảng Ninh gửi cho thế nào ấy? Cái này là con này nó đại lắm, 5 triệu một cân cơ, 5 triệu một cân mọi người ạ. Món này, con này gọi là mì chính của người giàu. Đây là con á. Nhưng có cái gì sai sai. Hả? Không phải. Xá xùm phải trắng trắng, xá xùm thì bị quá tù lù nè. Run à. Ôi mẹ kiếp. Run. Chị bật thế nhỉ. Thế này ăn mà ăn được. Chị chơi khăn mình rồi. Biết tựa mình mệt không ăn được rồi. Cho anh run. Nhưng mà chó ăn được. Mẹ ăn thử xem. Ăn thử xem cho mà được. Đến mèo nhà mà đợi chẳng ăn được. Không thèm ăn luôn. Mệt lá người mà chóng mà. Trời ác thật sự luôn ấy. Dù này thì chó nó ăn được à? Chơi chân khô à.
kiểu gì mà đại ca, mà đại ca chôn mình mọi người, này cho ra cho lốt làm. Thôi bye bye tất cả mọi người nha, mọi người đừng có làm theo kiểu của má đại ca làm giả con xá trùng nhé. Cái này là run đất thì chả ai dám ăn, chỉ có lợn chẳng dám ăn ấy. Chó lợn rừng nó ăn rồi, chó nó chẳng ăn, mèo chẳng ăn mọi người. Chả biết có dinh dưỡng hay không nhưng mà ăn vào khéo bị đầy con run ở trong bụng, khéo chết to ấy.